Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 top căn XTR này bạn. Đến từ sàn Bitmax các bạn. Trước khi mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Airdrop này thì mình cập nhật lời dự án hướng dẫn tham gia Bitcoin chay ăn chia 10.000 đô top căn 10.000 top căn max đến từ sàn Binance. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì các bạn vào claim nha các bạn. Thì bạn mở sàn Binance cho tất cả các bạn ra các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn bấm vào mục reset center nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Bạn nào về thì mình đã được còn vào claim đi các bạn. Mình đã nhận được 0.37 đô 0.37 top căn max nè, khoảng 3 đô mấy các bạn. Bấm redeem các bạn. Rồi bấm redeem voucher. Ok. Rồi sau như vậy là nó sẽ trả top căn max gì sàn Binance cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì bạn vào wallet nè. Vào một support nè. Mình được 3.52 thì các bạn chỉ việc chuyển đổi qua BNB thôi các bạn. Các bạn chọn max nè, các bạn bấm cover nha các bạn. Rồi sau đó nó sẽ về BNB cho tất cả các bạn. Các bạn rút về nha các bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần list phần link mô tả video mình mở cái link phong lên nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Bitmax nè các bạn. Rồi các bạn điền email, các bạn đăng ký trên sàn Bitmax và KYC nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Twitter nữa nè. Rồi tiếp tục follow Twitter Bitmax nè. Để đủ điều kiện con này. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Thì để được đủ điều kiện thì con này sao ta. Follow Twitter và các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn like và tweet tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống bài sự kiện của nó các bạn like nè, các bạn chỉ dành cho tweet nha các bạn. Tất cả các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè, các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn phải chay một lệnh nhỏ bất kỳ giao dịch là các token XRT qua ODT nha các bạn. Rồi các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra nè, các bạn chụp màn hình lên đi các bạn. Nhấp avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chụp màn hình này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên đây nè các bạn. Like ra request siêu tốt nè các bạn. Rồi các bạn chọn tên thiết bị nè các bạn. Rồi các bạn chọn nè. Rồi bạn tải lên nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn tích hết cái dấu này đi các bạn. Rồi cái dòng này thì các bạn điền là username tại Twitter của các bạn. Cộng winvnn9. Rồi bấm vào của tôi chay, bấm Z. Rồi bấm gỡ nha các bạn. Tại mình qua mình chay con ít. Cái con này giá bao nhiêu đô các bạn. Con nào đó ta. Mới sống hồ XTR mở sàn Bitmax ra. XTR XTR của ODT này các bạn. Con này giá 0.2 đô cho một top căn các bạn. 0.24 khá là rẻ các bạn. Thì các bạn nạp ODT vào, các bạn chỉ việc thực hiện một lệnh mua hoặc là bán là xong nha các bạn, rất là dễ dàng nha các bạn. Rồi vậy video mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.